cho anh ơi. Hello Yên Vy. Vâng, khỏe không anh? Khỏe re, mới ăn xong. Bữa nay không đi làm à? Có chứ, có, nhưng mà đang... Có rồi, những ngày có anh. Bây giờ có. Mình đi làm bữa lặn, bữa mọc rồi vậy đó. Sao khỏe không? Em vẫn khỏe. Sao? Tự nhiên đang ngồi thấy gửi cái hết hồn, ăn vụ gì? Chào nhiều anh chị em trên diễn đàn. Anh ở bên nước Mỹ, anh có đi tham gia xem người ta duyệt binh kỷ niệm ngày 30 tháng 4 đêm tối ở bên đó không? À, được. Hay là xem cái vụ dỗ tổ Hùng Vương mà nó lại là đặt bánh sinh nhật cho Hùng Vương không? Đâu mà hỏi nhầm người rồi. Mẹ có rảnh rỗi, mình không có rảnh Vy ơi. Yeah. Ừ. Lo làm ăn kiếm đạn kiếm tiền về Việt Nam rồi dưỡng già tới nơi rồi còn thế ở bên Mỹ sống tốt thế sao ở bên Mỹ sống lại kiếm tiền về Việt Nam dưỡng già. Nhiều người thì họ thích sống tốt thì họ thích ở đây, mình đâu thích đâu. Mình về Việt Nam từ năm 90 mấy tới bây giờ, lâu rồi. À, má Việt Nam kia anh à, tưởng khách mời đi xin bánh mì hóa ra đi làm ăn. Trời ơi, mình đi làm từ xưa giờ mình đi làm ác lắm, không có rảnh. Không có rảnh vô mấy cái đám Lusubu đó, Dương Vy hiểu không? Vâng. Toàn mấy thằng đất ơ không. Mình qua đây mình kiếm tiền mình đi làm để mình còn về Việt Nam nữa, mình còn đi tới đi lui, mình đi tới đi lui hoài gì, nhưng mà lo làm chết cha luôn ở đó mà. Không biết nữa. Ở xa chỗ Việt Nam lắm. Thế tình hình là ở bên đó dịch giá thời gian này ra sao rồi? Sao bệnh đó hả? Vâng. Ở bên đây thì mình thấy cũng ok, nói chung là cũng bà con chích chót đồ này kia rồi, bây giờ nó cũng thả vàng ra thoải mái rồi. Ai muốn làm gì làm, nhưng mà nó cũng khuyến khích đeo khẩu trang. Yeah. Nói chung là bây giờ Mỹ nó phải vậy chứ, mà cấm riết là nó tự giận nó chết à. Nếu mà không em nghĩ là bên nước Mỹ có hình như là tháng sau có cái lễ hội gì hay sao mà nhỉ? Bên nước Mỹ hả? Nước Mỹ thì nó có cái lễ lễ gì Memorial hả? Cái lễ của tháng 5 là cái lễ tưởng nhớ cái gì ta? Nó kêu là gì ta? Mấy người lính hồi xưa đi lính bị chết á. Giống như là lễ đám giỗ cho lính đồ hồi xưa nó đi lính rồi nó bị chết rồi này kia đó, kêu là nghe à. Phải làm cái gì to to như kiểu Ấn Độ ấy, tắm phân bò, uống nước đái bò mới chống được dịch Covid đó. Trong tắm nước thánh nên là bây giờ là thánh đưa đi luôn, đi về nghĩa địa, sau một số là hỏa thiêu lên thiên đàng. Ấn Độ trời lớn quá. Ấn Độ mình chả hiểu nha. Má lúc thì thấy Ấn Độ lúc thì thấy tụi nó làm căng lắm, làm thấy đủ các kiểu hết. Mà tại sao nó lại thả ra nhiều cái để cho bà con chết như vậy? Sao kỳ vậy trời? Ở bên đó người ta theo cái đạo Hindu á, nên tin tưởng vào cái đường thánh quá. Đi tắm sông Hàn không? Thì ngày trước kia ở bên Mỹ cũng vậy, có mấy người á cũng tin tưởng vào có cái thế lực, có cái gọi là có cái gì nó liên quan tín ngưỡng tôn giáo á. Thì bảo là ôi dịch bệnh không lẽ có bề trên nó phù hộ rồi, thoải mái đi. Đâm ra là những ông nói ấy, là đi đầu tiên. Sau bây giờ là Ấn Độ. Thì Dương Vy biết sao?
ở bên đây cũng vậy, thì nó cũng có bên đây nó cũng có nhiều nhiều phe phái nó khác nhau. Ai mà tin có bệnh có dịch đồ này kia đó thì người ta cẩn thận, nhưng mà cũng một số nó không tin, một số nó không nghe đó, thì nó mới bị dính quá trời quá đất đó. Em chào anh Long Thủy. Cho nên cũng nói chung là ai mà nghe lời đồ, ai mà hiểu biết đó, thì mình ở nhà cẩn thận thì không sao. Còn nhiều 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 đám Mỹ đó, nó không có quan tâm đó, nó kệ, nó cứ đi ra ngoài tự do thoải mái thì nó bị bệnh đó. Cho nên cũng như phe đảng đồ này kia đó, thấy dân chủ rồi cộng hòa rồi không đồ mà rối mệt. Đây mình chỉ lo làm ăn thôi chứ đâu quan tâm cái đám đó làm khỉ gì. Làm ăn vấn đề phòng mắt trước mắt sau ấy, không bên đó người ta đang kỳ thị phân biệt chủng tộc này lại tự nhiên tên bay đạn lạc. Nhưng vì biết cái vụ mà năm nay nè, ở bên đây nó giống như là cái dịch Covid nè, nó làm cho người ta không có công ăn việc làm, mất công ăn việc làm, rồi bệnh tật đồ này kia cái nọ, rồi giống như con người của tụi nó không có được thoải mái đồ này kia nữa. Nó tăng cái trường hợp mà kêu là gì ta, domestic violence, là ở Việt Nam mình kêu là giống như gì, cái gì mà ở nhà mà đánh nhau á, gia đình đồ đánh nhau tùm lum tà la hết á, cái gì đó nó tăng, mà nó tăng kinh khủng Bạo luôn. lực gia đình. Đúng rồi, bạo lực gia đình đó, kiểu như ở ở nhà như vậy nó bực bội với nhau rồi nó uống bia uống rượu vô rồi nó móc súng nó bắn, rồi nó tăng cái vụ bạo lực gia đình nó năm nay nó tăng mẹ, nó tăng mà nó tăng chưa bao giờ Có luôn. Cho nên cũng ớn lắm. Hỏi khách mời hơi kim nhạc chút, thu nhập sau thuế của khách mời, thu nhập sau thuế của bọn chúng cộng cực đoan thì thế. Thu nhập sau thuế hả? Rồi thu nhập của chống cộng cực đoan hả? Cái đó mình không biết à. Chống cộng cực đoan không biết nó làm ăn sao mình đâu biết đâu. Mình thì mình làm nhiều thì mình bỏ túi bấy nhiêu, mình đâu có gửi đầu này gửi vô hội hè hội này hội kia đâu, cho nên tiền mình còn nguyên đó, mình có gửi mình gửi về Việt Nam mà. Gửi Việt Nam đều đều vậy thôi, còn mấy đại ca chống thì ơi mệt lắm. Vì vì sao lúc này bên đây thì nói đúng, bên đây thì nó bắt đầu giờ nó thả ra từ 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 từ, từ. Nó thả cho bà con cộng đồng từ từ ấy, là tại vì nó nhờ cái đợt vừa rồi nó cũng chích đồ này kia đó, rồi cái bà con lợi dụng cái chích được cái rồi bắt đầu lu su bu ra, mà không cẩn thận bị nữa, nhưng mà cũng vẫn còn bị nha, bệnh vẫn còn bị á, mỗi ngày cũng bao nhiêu mấy ngàn mấy trăm ca vậy hả. Anh có xem thời sự với là xem báo chí quốc tế không? Về cái vụ mà chích vaccine ngừa COVID không? Cũng chút chút đi. Anh thấy người dân ở nước Anh, chính người dân nước Anh ấy, người ta lên tiếng phản đối vụ đấy nhiều nhất, Đúng rồi. biểu tình luôn. Đúng Đó. rồi. Và một Chưa số nói. nước khác ở châu Âu người ta cũng lên tiếng biểu tình là không tin tưởng vào cái vaccine cho lắm, nên là người ta nói rằng là những người công ty vaccine đấy bán thuốc vì lợi nhuận, coi người dân như chúng tôi là động vật, đem chúng tôi ra thí nghiệm. Đúng rồi, có nhiều cái tụi mà nó cũng đúng rồi, nó lên nó biểu tình nhiều lắm. Cái đám mà gì ta, tụi tụi nó nói là cái tụi mà chế tạo thuốc đồ này kia đó, nó làm ra đợt này nó kiếm bao bao nhiêu tỷ đô la đó. Cái tụi thuốc men rồi đó.
Ừ, cho nên kiếm tiền rồi cái tuổi mà chóng, nói chung là ở bên đây mệt lắm, cái gì đó cũng chóng, có phe ủng hộ rồi phe chóng, má đa đảng là vậy, nhức đầu thấy bà luôn. Ngày trước đa đảng là nước Mỹ toang đầu tiên vì dịch Covid, xong bầu cử dịch là bị hai cái thiệt hại Đó, thấy không? kép. Ừ, sau đó bây giờ là Ấn Độ Đó. là chết chỉ ở sau Mỹ thôi. Bây giờ mỗi ngày chết hàng mấy nghìn người, 3.100 người thì Mình chỉ lo Việt Nam có cái bây giờ mấy nước vòng vòng Việt Nam mình, Campuchia, Thái Lan rồi giờ bắt đầu nó bị Thái Lan cũng bị rồi, Lào cũng có rồi, ba Campuchia đợt bị, trước. mỗi ngày 500 phát hiện 500 ca nhiễm mới cũng lo. Đợt trước thì đâu có nghe tụi nó bị gì đâu mà sao bây giờ bắt đầu tụi nó bị quá trời rồi đó. Kiểu người dân chủ quan đi lại, nhiều lúc chủ quan mà chính người dân ở trong nước, thế hệ trẻ Việt Nam, những loại U21 22 đổ xuống này, U25 đổ lại này, là Vừa rồi thấy ở có dưới miền cái Tây, ý thức hơi tồi, chủ quan đó. thấy ở dưới miền Tây nó bắt cho một mớ mấy người vượt biên qua, nguy hiểm quá, phải làm căng hay sao chứ. Có làm căng lên bộ đội biên phòng này, Nhưng mà bộ đội biên phòng, ừ, dân quân, những lực lượng khác, công an căng mình 24 trên 24 ở khu vực biên giới, đúng rồi, không những ở Tây Nam mà khắp khu vực biên giới người ta làm căng lắm. mình cũng khuyên, Thương cho người ta. anh chị em chú bác đồ ở bên Việt Nam lễ tới này thì công nhận là vui thật đấy, nhưng mà cũng cẩn thận đừng có Dân tự Ba mặc Tư quần hỏi áo. nè, anh Việt Prai, Dương My hỏi dùm anh khách mời là tại sao người dân không có tiền ăn, sao đám tài phiệt lại kiếm lợi nhuận nhiều thế? Chính phủ thí dụ như đám tài phiệt nó tổ chức ra nó làm những cái thuốc này thuốc kia đồ này kia, chính phủ nó bỏ tiền ra nó mua, ví dụ như chính phủ nó mua từ cái đám đó rồi nó cái tụi kia nó mới làm ra tiền. Dân Ba Tư nói này, Ấn sử dụng vaccine của Méo, giờ vaccine của Méo không còn hiệu lực, thì bây giờ nếu mà nước Mỹ mà nó toang như kiểu Ấn Độ thì nước Mỹ sau này sẽ bị Trung Quốc nó vượt mặt, thì lúc đó là cái đám què của gà què nó nghĩ sao, cộng sản lên ngôi sao? Cái chuyện đó mình thấy cũng hơi mắc cười đó. Cũng hơi ấy á, má chống quá trời luôn, mà thấy càng ngày á, Trung Quốc nó càng mạnh, thì bây giờ á, thằng Mỹ không cẩn thận là thằng Trung Quốc nó qua mặt đó. Mình thấy bây giờ kinh tế Trung Quốc nó vẫn lên dù dù, mà nó còn tuyên bố tới 2000 2030 2000 ba mấy á, nếu mà thằng Mỹ với cái đà ì ạch như vậy thì thằng Trung Quốc nó sẽ qua nó sẽ qua Cái mặt đó nó lắm. em mới bắt đầu cũng làm mấy cái live cũng nói về cái vấn đề đó, khoảng 10 đến 15 năm nữa là Mỹ nó sẽ vượt mặt, Trung Quốc sẽ vượt mặt Mỹ với cái đà này. Nếu mà Mỹ còn ị ạch kiểu này là vượt mặt đó, cho nên đó, thằng Mỹ á, vì thấy Dương Vy thấy năm 2020 là cái năm mà bị dịch bệnh nó quá trời á, nhưng mà một số tiểu bang, nhiều tiểu bang chẳng hạn như tiểu bang lớn của Texas nó đâu có chịu đóng cửa đâu, giống như nó thấy người ta bị nhiều quá rồi bắt đầu nó mới đóng cửa lại trong vòng một tháng hay là tháng mấy gì thôi, nhưng mà nó lật đật nó mở cửa lại, nó đóng cửa càng lâu là càng chết, cho nên nó phải lật đật nó mở cửa lại để nó cho cái kinh tế nó hoạt động lại, phải không? Đó. Kinh tế hoạt động lại thì lợi cho tài phiệt thôi, với công nhân cắt Ừ. giảm Tụi thì tài nhiều phiệt người cũng thiếu ăn, công nhân mất việc làm. bởi vì mình mới nói ở Mỹ này cái gì cũng có cái đám tài phiệt nó ở đằng sau, nó control, Thao túng, nó ấy hết, nó thao túng hết. bởi vì á cái chế độ tư bản đặc điểm của nó là thế này này, những nhà tài phiệt nó đứng đằng sau, nó thao túng thứ nhất về chính trị, cái thứ hai về nền kinh tế, hai vấn đề nó thao túng tất, quyền lực là nó hầu như có đầy đủ,
giống như về súng đạn đồ này kia đó, bắn chết quá trời người luôn mấy bữa nay á, chết vậy. Nó tính đâu từ đầu năm 2020, từ đầu năm 21, từ hôm tới Tây cho tới bây giờ, mà cái số dân chúng mà chết đồ này kia kia nọ là trên 75% chết vì súng đạn, thấy ghê không? Nếu mà không có tính mà chết vì COVID-19 đồ này kia nọ, chết những cái thứ khác everything đó, là hơn 75%. Nhưng mà UV thấy không, không bao giờ nó ngăn, không bao giờ, thí dụ như chỗ nào mà bắn giết hay này kia kia nọ thì nó tới nó xin lỗi tổng thống đồ, tới xin lỗi nó nói vài bữa rồi đâu lại vào đấy, tại vì không có ngăn được cái tụi NRA á, cái tụi mà hiệp hội súng trường á, cái tụi đó nó quá mạnh, không có ngăn tụi nó được. Nghe nó lobby, nó bỏ tiền vô ông nào lên tổng thống là nó nhồi nhét vô trong đó hết trơn, rồi nó không có theo đảng phái nào hết đó. Cái ông nào lên là nó lobby, nó bỏ tiền vô trong đó là mấy ổng không có bao giờ được dẹp cái đó hết, mấy ổng dẹp một cái là chết chết ngắt. Anh ở bên nước Mỹ anh thấy nha, cứ mỗi một đời tổng thống lên, cứ thay lần tổng thống là kiểu gì cũng đánh nhau một trận, bắn vài chục vài trăm quả tên lửa, anh có nhận không nhá? Mới đây nhất ông Trung lên là ông cũng làm một trận mất mấy trăm quả đúng không? Vừa rồi ông John Biden lên cũng làm vài chục quả lưu diêu à. Phải có đánh nhau mới có tiền chứ. Ngày trước cái ông tổng thống người da đen lên, ông còn ác hơn, quánh kịch liệt hơn, quánh biết đó. Đúng rồi, phải đánh nhau mới có tiền chứ, mày không đánh vô đâu có tiền đâu. Vừa bán vũ khí giống như là Đài Loan vậy đó, rồi anh Mỹ chạy vòng vòng cứ nói đồ mà Trung Quốc giờ đang mẹ đòi đập mày kìa, nó đang cho tàu bao vây đánh trận rồi đó. Mày giờ mày coi mày mua vũ khí đi, không thôi là quýnh Đài Loan sợ quá rồi bỏ tiền ra mua vũ khí của Mỹ. Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan Thế lượm tiền bỏ rồi. túi. Mỹ khôn lắm, cứ chạy vòng vòng suối múa xua tùm lum tà la đó. Chứng tỏ người dân méo không có dự trữ bằng dân Việt Nam, thì Đúng rồi, cái câu còn của dân Ba Tư thì kêu chữ bằng dân, đúng rồi. Dương Quy cũng muốn muốn hỏi anh Việt Prime một chút, bởi vì theo thống kê báo chí chính thống của nước Mỹ đưa tin rằng là vào khoảng tháng 4, tháng 5, tháng 6 này, tầm tháng 6 này có khoảng 50 triệu người dân Mỹ thiếu ăn và còn một số còn đang chết đói, nhất là những người vô gia cư. Liệu có đúng Nhiều không? nhiều 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 hồi xưa hồi hồi mấy năm trước thì mình không thấy nha, mà bây giờ đó mình đi tới những cái ngã tư đó, thí dụ như mình chạy vài cái ngã tư thì mình sẽ thấy bây giờ nó ra ngoài nó ăn xin mà dắt vợ con ra ngoài luôn, nó nhìn thấy cũng tội lắm. Nhưng mà mình bực mình có cái nhiều thằng nó tai u thịt bắp còn trẻ trung vậy á, mà không hiểu sao dắt vợ con ra ngồi ngay chỗ mấy cái ngã tư, cầm cái bảng lên cần giúp đỡ xin tiền, thấy đau khổ không? Rồi Mỹ thì nói đúng ra nó dở con cái về, nó không có để dành được, giống như hồi nãy bạn dân Ba Tư nói đó, cái người Mỹ nó dở lắm, khi mà nó đụng chuyện một cái á là nó không có tiền để dành, giống như người Việt Nam mình nói thiệt, người Việt Nam mình nói thiệt, bây giờ nước Mỹ đóng cửa shutdown hết 1 năm trời, mình không chết mình không sao cả, nhưng mà Mỹ không có cái vụ đó đâu. Mỹ chỉ cần đụng chuyện một cái là nó dậy tay tay liền, nó xuống đường nó biểu tình liền, nó mà nghỉ làm khoảng chừng vài tuần lễ tháng thôi là thấy tàn nát. Có thấy vừa rồi không, ở mấy cái tiểu bang mà kêu đóng cửa, Dương Vy thấy không, nó không không chịu nổi, nó xuống đường, nó bất chấp là virus đồ này kia luôn, nó xuống đường nó không có tiền. Tụi Mỹ nó làm bao nhiêu là nó ăn bấy nhiêu à, ví dụ như ngày hôm nay lãnh cái tiền lương ra, ví dụ như thứ hai này lãnh tiền lương ra là thứ năm thứ sáu là hết mẹ nó rồi, không có dự trữ không có cắt được. Anh hôm nào làm một video clip cho anh em Việt Nam xem tí. Để bữa nào rảnh á, mình làm cho, tại nói chung là mình
mình bận lắm, mình lu bu, mình đi làm tối ngày à. Thì nếu mà có thời gian cơ hội mình làm cho anh Long Thủy hỏi việc sao cảnh sát Mỹ sát hại người Việt Nam vô tội vậy mà sao cái lũ chúng con không xuống đường nữa. Trời ơi, xuống cái gì anh Long Thủy, nó sợ gần chết ở đó mà xuống đó mấy cái đó, đó. Ví dụ như mấy cái người Việt Nam mình bị bắn hay này kia, không không có xuống, không dám Còn nói không luôn. dám nhắc tới luôn. Không dám nói má, mà mình còn bức xúc có cái nhiều đám nó thấy như vậy mà nó còn binh nữa chứ, nó nói cảnh sát Mỹ làm cái đó là đúng, đâu có sai đâu, nhiều cái mình còn bức xúc nữa. Nhưng mà những cái kẻ phạm tội ở Việt Nam là bọn nó tung hô anh hùng. Đấy, thí dụ như Lê Trí Thành vừa rồi bắt là bọn nó bây giờ là phong Lê Trí Thành là anh hùng người đấu tranh cho tự do, cho lẽ phải, cho công lý. Rồi cái gì giờ vừa rồi làm mấy cái thẻ giấy chứng minh nhân dân mới đó, má nó cũng chống, không hiểu nổi cái đó, chống mình không hiểu nó chống cho cái gì, nó chống cái gì, tại sao nếu vậy nó nói là người ta theo dõi, người ta biết là mình ở đâu đâu, vậy thì dẹp mẹ nó cái điện thoại đi, đừng xài điện thoại nữa đúng không, Vâng. làm toàn là ba cái trò nó chống tào lao gì đâu. Không, nếu mà Việt Nam mình không đi lên á, không làm á thì nói là lạc hậu, mà làm á thì nó nói là bị cái này bị cái kia, mà chống Nè, Việt Nam không ra được cái luật an ninh mạng á thì bây giờ cộng đồng mạng Việt Nam còn loạn nữa. Ừ, xong là nhiều cái tổ chức phi pháp với bọn hacker các thứ là nó tấn công này kia là mình không có cơ sở để xử lý nó đâu. đúng rồi. Hồi xưa thấy cái vụ mà an ninh mạng ra không, người ta an ninh mạng trên thế giới này nước nào cũng có an ninh mạng hết á. Ví dụ như mình ngồi mình nói chuyện điện thoại, mình móc cái điện thoại ra là cái chính phủ nó đã nghe mình nói cái gì rồi, nhưng mà tại vì mình không có đụng chạm, mình không có nói cái gì nguy hiểm thôi, chứ mà mình nói đụng tới cái coi mà nó tới nó gõ cửa liền. Ví dụ như Vietrai mà ngồi nói chuyện với một người bạn nào đó nói về có cái những cái từ ngữ gì mà nó hơi bị kích động hay là cái gì thôi, ôm má tối là tụi FBI tới nó gõ cửa nhà mình liền, chứ không đơn giản đâu, tại vì không có gì hết thì thôi. Còn Việt Nam hồi xưa nói cái vụ an ninh mạng bà con ầm 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 nó chết rồi kiểu này Facebook YouTube là tiêu hết đó. Bây giờ là tháng mấy năm mấy rồi, Facebook YouTube không thấy, không những không tiêu mà mình thấy nó còn nhiều tụi YouTuber nữa.